Rồi, để cài được cái giao diện PUBG Mobile này ấy, thì trước hết là anh em sẽ cài cho mình cái Nova Launcher, và thứ hai là cái KWGT, cuối cùng là cái app Redline Icon Pack vào máy nhé. Mình sẽ để hết những cái đường link tải mấy cái ứng dụng này cũng như là những cái file cần thiết cho anh em ở bên dưới cái phần bình luận video. Thì sau khi anh em tải xong ba cái này rồi ấy, thì chúng ta sẽ tải tiếp cho mình một cái file. Nó có tên là NTA Team 5 nhé. Đây là một cái file backup thì tí nữa chúng ta sẽ dùng luôn cái file này. Ok, sau khi mà chúng ta đã tải hết những cái thứ này rồi á, thì cái bước tiếp theo là anh em sẽ vào trong cái phần quản lý file, quản lý tập tin ở trên máy á. Rồi chúng ta sẽ vào cái phần là bộ nhớ trong nhé. Anh em kéo xuống, chúng ta sẽ tìm đến cái thư mục là download. Rồi ở trong này thì chúng ta sẽ tìm đến cái file NTA Team 5 mà chúng ta đã tải về nhé. Nó là một cái file nén, thì sau khi mà anh em giải nén ra, chúng ta sẽ được một cái thư mục nó chứa 4 cái file nhé. Đầu tiên đó là cái file NTA01, thứ hai là NTA02 và một cái tấm hình để chúng ta cài làm hình nền. Cuối cùng là cái file backup của Nova Launcher có tên là Team 5 nhé. Thì cái bước đầu tiên là chúng ta sẽ dùng cái tấm hình này, các bạn sẽ cài nó làm hình nền cho mình. Rồi chúng ta sẽ đặt làm hình nền nhé. Ok. Sau khi mà anh em đặt hình nền xong thì chúng ta sẽ mở cái Nova Launcher lên. Rồi sau khi mà vào trong cái Nova Launcher rồi thì anh em sẽ nhấn giữ vào màn hình nhé. Các bạn chọn vào cài đặt. Chúng ta kéo xuống, các bạn chọn tiếp vào cái phần là chọn cái trình khởi chạy mặc định. Rồi chúng ta chọn vào Nova Launcher và nhấn vào luôn chọn. Tiếp theo chúng ta nhấn giữ vào đây, chọn tiếp vào cài đặt. Ở trong này thì anh em chọn vào cái phần là sao lưu và nhập cài đặt nhé. Rồi chúng ta chọn vào khôi phục hoặc quản lý sao lưu. Anh em nhấn vào duyệt. Rồi đến cái bước này thì anh em sẽ tìm đến cái nơi chứa cái file Team 5 nhé. Thì nó sẽ nằm ở trong cái folder NTA Team 5 á. Anh em sẽ vào trong cái phần bộ nhớ trong này. Rồi chúng ta sẽ tìm đến cái thư mục download NTA Team 5. Đó, sau đó anh em chọn vào cái file Team 5 nhé. Ok, sau khi xong thì chúng ta sẽ mở lại cái Nova Launcher. Rồi thì đây là cái giao diện cơ bản mình đã làm cho anh em. Bây giờ thì anh em sẽ nhấn vào hai cái chữ K này nhé. Chọn vào, tạo mới, rồi nhấn vào đây, tạo mới luôn. Tiếp tục thì anh em sẽ nhấn vào cái vùng trống bên này, cái vùng màu đen bên này nhé. Anh em sẽ nhấn vào cái phần là Import. Và chúng ta sẽ nhập cái file là NTA01 vào nhé. Tiếp tục thì anh em lại nhấn vào đây. Chúng ta lại import nốt cái file NTA02. Đó, sau khi mà anh em thêm xong thì chúng ta sẽ được hai cái mẫu như các bạn đang thấy nhé. Rồi, ở đây thì anh em sẽ nhấn vào cái file đầu tiên đó là NTA01. Rồi, nếu mà nó hiện ra một cái lỗi gì đó nhé, thì anh em có thể thoát ra ngoài. Sau đó anh em vào lại đây. Đó, và anh em sẽ chọn lại vào cái file NTA01 ha. Rồi, nó sẽ hiện ra như vậy. Ở đây thì mình có mốt lại thành cái tên của mình ở chỗ này. Thì anh em có thể vào cái phần là widget này. Cái phần đầu tiên nhé, item. Sorry anh em, vào cái phần đầu tiên là item. Sau đó thì anh em vào cái phần là widget. Và chúng ta sẽ tìm đến cái văn bản kỹ xảo nhé. Cái dòng cuối cùng á. Ở trong cái dòng này á, thì anh em sẽ vào cái phần text, cái tên đầu tiên á, NTA á. Thì anh em có thể xóa cái này đi. Anh em thay bằng một cái tên bất kỳ ha. Chẳng hạn mình viết ngược lại thành TAN đi. Đó, sau khi xong thì anh em sẽ nhấn vào đây. Rồi, như vậy là xong. Tiếp theo thì anh em sẽ nhấn lưu nhé. Đó. Rồi, kế đến chúng ta thoát ra. Và chúng ta sẽ nhấn vào cái vùng trống bên dưới này. Rồi, ở trong cái vùng này thì anh em sẽ chọn vào cái NTA02 ha. Ở cái mẫu này thì anh em chỉ cần nhấn vào đây thôi. Đó, như vậy là xong. Rồi, cơ bản là chúng ta đã thiết kế xong được cái giao diện này. Rất là nhanh. Thì những ứng dụng á, anh em có thể thay đổi lại bằng cách là nhấn giữ vào nó này. Và chọn xóa đi. Sau đó thì anh em vào trong menu, anh em kéo những cái ứng dụng này anh em muốn ra. Chẳng hạn như là mình sẽ kéo cái này ra ha. Đó, cái này thì nó khá là dễ rồi. Rồi thì đây là cái cách để chúng ta tạo ra được cái giao diện với cái chủ đề là PUBG Mobile. Nếu anh em thấy video này hay và hữu ích thì hãy nhấn like. Và nhớ để lại cho mình một đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại anh em.